Chào mừng tất cả anh em đã trở lại với cái video clip trên kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem một cái video thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha anh em. Hôm nay mình vào trong đây mình chia sẻ chơi tốt ở cái con game Mulot này. Có cái tên là Lemuria Legend này. Và chơi những con nhân vật nào và chơi ra sao cho nó hiệu quả. Thì đầu tiên các anh em nhìn vào mình đang sở hữu một cái con DK, một cái con nhân vật quyền thoại từ một cái season 1 tới season 19 và sắp sửa là có ra một cái phiên bản là season 20, nhưng mà nó chưa đâu anh em. Season 19 mà anh em chúng ta đi chưa giáp mà. Và có một điều lưu ý quan trọng nè, anh em nào chơi trên phiên bản của mobile, anh em muốn treo được nhiều hạt, muốn kiếm được cái nguồn thu nhiều, như ví dụ là kiếm được cho nhiều cái hộp quà như gì đây, một hộp của vua, thì các anh em có thể là sử dụng một cái app là UG Phone. UG Phone là một cái app đám mây giúp cho anh em treo nhiều ạt nhất có thể, từ 3 tới 5 ạt là vô tư thoải mái. Anh em sở hữu từ 3 tới 5 ạt là các anh em có thể là kiếm nguồn thu cực kỳ tốt rồi. Hiện tại thì mình đang chỉ farm chỉ có vài ạt thôi anh em. Hiện tại thì hai cái like kỳ trước thì mình đã mở ra, cách nay là 2 đêm thì mình đã mở ra đâu đó là 25 bot, và hôm nay là cách 2 đêm thì mình đã farm gần 30 bot, nhưng mà mình để nằm nền. Để nằm nền là sao? Thì anh em chừa cho mình mỗi một ạt là một bot như gì. Đồ quá thì nó sẽ full gương, còn bot á thì các anh em nó sẽ nhăn lên, chồng chồng lên quạt, nó không bị giới hạn. Nhiều khi các anh em không để một bot nằm nền, các anh em nè nhặt được cái quần, cái áo, cái giày, cái mũ nó full gương như vậy là ra tới khi mà nó ra được hộp bot rồi anh em không nhặt được, rồi các anh em treo qua đêm nó rất là phí nha. Nên dù muốn dù không gì thì các anh em hãy chừa cho mình một cái hộp bot ở trong những cái con nhân vật cài. Thì con nhân vật cài của mình đã chừa lại, chứ không hồi bữa nay mình mở là ra hơn 30 bot lận anh em. Mình chừa lại những cái bot nằm nền đó mình treo qua đêm. Nhiều khi thì ngủ một đêm thức dậy thì nó là nhảy lên 3, nhảy lên 4. Thì có khi là hai ngày hôm nay những con của mình nó nhảy lên là 3, 4, 5 nữa anh em ạ. Quay lại vấn đề chính, làm sao để chơi tốt được một cái con game như gì. Đầu tiên vô các anh em muốn chơi tốt một cái con game, các anh em không muốn bị quăng game quá sớm, không muốn bị cái con game là một cái gào cản, thì các anh em nên chọn một cái con IK. Con IK là con nào? Con IK là cái con đang quạt quạt trước màn hình của anh em đây. Vì cái con đó các anh em chỉ farm lên cho mình 50 bon là các anh em đã sở hữu được một cái kỹ năng, một cái skill cực kỳ là dễ luôn, không cần phải quá nhiều. Và mình sẽ đi về đây mình lấy một cái con DK mình thị phạm cho các anh em biết luôn. Hôm nay là mình lên sóng của con DK, nhưng mà mình chia sẻ cho các anh em biết là cái con IK chơi nó sẽ tốt như thế nào. Đầu tiên các anh em muốn chơi tốt được một cái con game, không cần phải xin gen người khác, không cần phải làm gì hết, điều đầu tiên các anh em phải có một cái mục tiêu chính của mình, tạo một cái con chơi để trải nghiệm con game trước, đừng có theo đuổi cái con đam mê của mình. Ví dụ các anh em nói cái con IK không phải là cái gu của mình là cái gu của cái con là cái con DK, con Nách Quái, con Magic, nhưng mà no phải. Các anh em hãy dừng chân lại, tạo cho mình một cái con là IK, các anh em chơi tốt con IK rồi chúng ta bắt nhịp được cái con game, các anh em có thể là chơi những cái khác. Vì sao? Vì cái con IK nó kiếm cho anh em nguồn thu nhiều nhất có thể. Ví dụ một cái đơn giản nhất là nó có thể mang về cho các anh em là gen. Đầu tiên các anh em chọn một con IK, các anh em đi lại một cái NBC ở giữa map. NBC ở giữa map này nó làm cái gì? Đây là một cái lớp huấn luyện để cho các anh em học được skill. Thì nhìn vào những cái skill nó yêu cầu chúng ta là cái gì? Ở đây là nó sẽ có yêu cầu tất cả những cái gì cần thiết trên người của mình. Thứ nhất là các anh em cần phải có lượng bon, thứ hai các anh em phải có lượng liver, thứ ba là các anh em phải có gen. Thì ba yếu tố đó là chúng ta sẽ học được kỹ năng. Và con DK thì chúng ta học được kỹ năng đó, nó khá là chậm. Còn cái con IK, cái con hiệp sĩ ảo ảnh, chúng ta học cực kỳ nhanh luôn. Và làm sao mà để học nhanh được như vậy? Thì các anh em có thể là lại đây để xem những cái thông tin về những cái kỹ năng. Và bước đầu tiên các anh em hỏi mình rất là nhiều, anh em hỏi là đồ của con hiệp sĩ ảo ảnh mua ở đâu, thì xin vâng và xin thưa, nó chỉ bán ở trên là chợ đấu giá thôi, nó không có bán mặc định nó NBC. Nhưng các anh em mới tạo vào thì các anh em đi lại đây mua cho mình ngay vào luôn là một cái kit, một cái chùy thủ, còn gọi là một cái kit. Cái cây này mua chỉ giá nó rất là rẻ, các anh em ra quánh thường vài cái là chúng ta đã có ADD gen vào trong nhân vật. Chúng ta không cần phải mua con gì để nhặt hết, như ví dụ là phải có một con Banda chúng ta mới nhặt gen được, còn cái này là không. Gen nó sẽ tự ADD vào con nhân vật của mình luôn. Các anh em chỉ là mua cho mình một cây này trước. Khi mà mua cây kit được rồi, chúng ta mới sử dụng được một cái kỹ năng nền của nó. Thì như vậy là bước tiếp theo anh em chỉ là đi ra ngoài đây nhận một cái boost tăng thủ, rồi chúng ta đi farm 50 bon lên rất là lẹ anh em. Các anh em chỉ cần đi ra đây boost một cái boost tăng thủ ở đây, boost lên như vậy cho mình, rồi các anh em chạy ra một cái bãi quá như vậy đây, cứ việc đi ra ngoài đây anh em ạ. Cứ đứng đây
quánh cho mình tầm 5 tới 10 phút là anh em sẽ khỏe như một vị thần. Cái đường chơi nó rất là dễ luôn anh em. Mình sẽ chia sẻ cho các anh em vào trong đây chơi, nhưng đặc biệt mình sẽ gác qua cái đam mê của mình một bên. Mình đừng có đam mê quá, tại vì đam mê quá là các anh em bỏ luôn, bỏ phế luôn. Vì sao? Farm không có được như con DK các anh em tạo ra. Các anh em không có người cầu kéo, các anh em farm dù cho nó nhân 30, nhân 40 luôn cũng chạy không lại người ta. Thứ nhất là đam không có, thứ hai là kỹ năng học không được, thứ ba nữa là kỳ kêu của nó quá, cực kỳ tốn mana. Mà những cái hội tụ đó là cái con IK không dính vô cái nào hết, mới tạo ra đã khỏe. Học skill thì nhanh, được thời gian nó lên level bao nhiêu thì nó lên map bao nhiêu luôn, rất là dễ anh em à. Đừng có mà đi vào cái đam mê mình trước, mà hãy đi vào con nhân vật để làm cho mình khăng khít với con game trước. Vì anh em hỏi mình kêu mình làm á, giải thích làm sao chơi tốt được một cái con game như gì, thì mình kêu anh em là chơi IK đi anh ơi, chơi IK đi anh ơi, ngoài con IK ra các anh em đừng chơi con gì hết. Tại vì mình bắt nhịp con game nó dễ rồi á, thì từ đó tới sau nó kiếm cho mình cái nguồn thu là bơi ếch trao gen gì đó, thì mình muốn tạo cái con gì cũng được, tạo cái quần đùi gì cũng được. Và đặc biệt các anh em muốn đi lên chợ mua đồ thì các anh em bấm vô phần cái chợ cho mình. Ở trong đây nó sẽ có một cái bộ lọc nè, bộ lọc ở đây nó sẽ bán tất cả luôn, nón áo quần tay chân như IK các anh em nhấp vào cái chữ lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm thì các anh em bấm nè như gì đây. Còn nếu mà các anh em nào không có, các anh em có thể là inbox với mình sẽ tặng anh em những cái lưỡi kiếm cơ bản, như ví dụ là những cái lưỡi kiếm như gì đây, mình sẽ tặng cho anh em cơ bản nhất. Còn đồ á thì anh em nào chơi nhân vật nào thì các anh em có thể là vào trong một cái nhóm Zalo của mình, nói lên ừ mình đang chơi con IK, mình đang chơi con DK, mình đang chơi con GL, mình đang chơi cái con DL gì đó. Thì những anh em trong đó người ta farm đồ S, người ta nhặt, nói chung là người ta chỉ phi shop thôi, chứ người ta chừa không có chỗ nào để chừa. Tại vì pha một chút xíu là đầy gương, một chút xíu là đầy gương, nhưng mà các em mới vào trong game các em sẽ không có, tại vì các em không có treo bãi quái được, các em không có kiếm được những cái bộ đồ mà ngon lành, như ví dụ là những bộ đồ như gì đây. Thì trên đường mình dùng những cái con nhân vật lớn của mình farm thì mình đã tích lại những cái món đồ như vậy, đặng nhiều khi mình làm nội dung ra cho anh em xem. Đây, tích lại được những món như gì đây, những món cơ bản để mình gáp lên trên người thôi. Còn những cái món mà cho chuẩn chu thì như ví dụ hiện tại các anh em kiếm cho mình một cái là phòng thủ ở đây, tỷ lệ phòng thủ, và kiếm cho mình một cái dòng HP, tỷ lệ phòng thủ qua HP là các anh em có thể là farm tốt nhất từ đây tới sập game luôn. Nếu mà có điều kiện các anh em cứ chơi bộ đồ hiếm cho mình. Đây đồ hiếm là như vậy, đây nó đã chưa hiếm nè. Đồ hiếm là ở một cái chế độ là màu xanh như vậy. Nó sẽ có bốn loại đồ. Bốn loại đồ đó nó sẽ chia phân cấp ra với nhau rất là rõ ràng. Ví dụ là mình sẽ vào trong đây, nó để là hiếm nè, quyền bí nè và quyền thoại. Thì các anh em muốn mua cái gì các anh em cứ việc tích vô đây. Ví dụ mình sẽ mua cái nón, và các anh em có thể là tích vô cái chữ hiếm, thì tất cả những cái loại nón hiếm nó sẽ ra cho các anh em. Cái này là full class. Còn các anh em muốn chỉ kiếm đặc biệt cái nón của con nhân vật mình không, thì tích vô cho phép nhân vật, các anh em bấm vô. Ở đây nó sẽ ra nón hiếm cho tất cả anh em. Đây, nón hiếm, chế độ là hiếm. Còn mà chế độ mà các anh em muốn mua được những cái dòng ngon thì các anh em phải đầu tư vô mới mua được dòng ngon nha. Và bước theo á thì các anh em có thể là quyền thoại hoặc là quyền bí, các anh em cứ bấm tích cho mình. Mình có thể mình lên đây mình tham khảo, đây chỉ có một cái mũ rồng đen thôi, không có cái gì nhiều hết. Đó là những cái cơ bản mà mình muốn chia sẻ với các anh em. Còn mỗi con nó sẽ có mỗi cách cộng điểm khác nhau. Anh em nào vào trong đây thì cố gắng liên hệ và tìm hiểu với những anh em người ta chơi trước để bút xa là gà lị. Anh em cộng sai, anh em không được quyền tẩy lại. Các anh em muốn tẩy lại thì sẽ tốn rất là nhiều. AD nó sẽ cười lên, nó cười là à chết con rồi, con cộng sai là chết con rồi. Thì như vậy các anh em sẽ có những cái bước ngoặt là tìm hiểu game. Nếu mà các anh em có thời gian rảnh, các anh em cứ việc cộng thoải mái, cộng sai tạo lại, cộng sai tạo lại. Còn các anh em muốn ăn chắc mặt bền thì vào trong một cái nhóm. Ví dụ cái con DK thì nó sẽ có hai hướng cộng, một hướng cho các anh em là một hướng sức mạnh, ưu tiên sức mạnh và nhanh nhẹn ít thôi. Nếu mà nhanh nhẹn ít là đồng nghĩa các anh em sẽ mắc thủ và mắc tóc, đi lên mắc cao farm nó cực kỳ là cực luôn. Nhưng mà ở chế độ mà đam nó sẽ to, nhưng mà mình không thích, mình chỉ thích bên cái con DK là mình đi nhanh nhẹn thôi. Khi mà mặc sức mạnh, mặc được đồ vũ khí xong rồi, có bao nhiêu điểm mình dồn vô hết nhanh nhẹn. Vì mình đã có những clip làm ở bên cái con game mà Lock Container, nó rất là dễ hiểu. Thì các anh em có thể là cộng bên nhanh nhẹn đi với một cái hướng là đâm gió lửa. Đâm gió lửa làm sao các anh em biết đâm gió lửa nó nằm ở đâu, thì các anh em bấm vô trong cái phần là kỹ năng. Kỹ năng ở đây nó sẽ có một cái là đâm gió lửa và một cái dạng kiếm ghi tông. Đây là đâm gió lửa đây, sát thương của đâm gió lửa nó lên cực kỳ cao. Còn nếu mà anh em đi bên một cái hướng là dạng kiếm quy tông, đây là một kỹ năng này, thì bắt buộc anh em phải đi theo hướng là NE.
e nè nó mới có đam, mà cái bản này e nè nó không có hiệu quả. Những anh em nào mà người ta thuần combo thì người ta mới đi heo e nè, còn nếu mà không thuần combo thì 10 người đi anh ghi hết 8 người hoặc 9 người, còn ít ai đi STG lắm anh em. Đó là một cái con demo thôi, qua nói gần nói xa không qua nói thật, hôm nay mình sẽ mở ra cái nguồn thu của mình, cài 2 ngày là hơn 30 bot, nhưng mà mình sẽ mở ở đây là chế độ 22 bot cho các anh em xem ngay và luôn. Thì các anh em có thể là nguồn thu hiện tại nó rất là nhiều, mình sẽ mở ra và mình sẽ chết giá từ con cho các anh em xem là mỗi một lợi thì mình sẽ được những gì. Những lần trước á, thì mình sẽ mở ra cho nó là full nhưng mà mình không nhận được gì hết, và hôm nay mình sẽ mở ra từ cái nha. Anh em nào mà xem tới đây thì hãy chúc cho mình một cái lời chúc thật là ý nghĩa cho mình có được những cái nguồn thu anh em ạ. À, tại vì 2 lần kỳ rồi mình mở là không có nguồn thu gì hết, hôm nay mình sẽ mở ra từ cái nha. Đầu tiên nè, kỳ lân nè. Hai mươi hai boss của mình nó chỉ cho mình đúng chỉ có một chao, 6 tiểu quỷ, 6 kỳ lân và 6 tiền găng. Hôm nay là nó sẽ đi chế độ là 666. Ôi rồi Hôm cái clip trước cách nay 2 hôm thì nó đi cho mình là 777, hôm nay đi 666 cực kỳ là đau lòng anh em ạ. À, boss của mình nó ra không có được cái gì hết, chỉ có được một chao thôi. Nhưng khoan, ở đây mình sẽ chết giá từ con cho anh em biết luôn, chế độ nó rất là đẹp anh em ạ. À, mình sẽ bấm lên cho anh em xem nha. Các anh em thấy gì chưa, ba chế độ AD này nó biết đùa người anh em ạ. À, thì mình sẽ vào cho anh em, mình chết giá cho anh em xem. Đầu tiên các anh em sẽ vào trong chợ, các anh em bấm xóa hết, muốn tìm cái gì thì cứ bấm xóa hết cho mình. Vào trong một cái bộ lọc, các anh em có thể là nhấp cho mình một cái chữ là thú nuôi, ở đây thú và thú nuôi, thì mình sẽ kiếm thú nuôi trước, là nó sẽ có chế độ là tiểu quỷ và tiên răng. Thì 2 cái con này xem cái chế độ giá nó bao nhiêu, và hiện tại á, là đang có nhân ép nên chúng ta bán á, cái trị giá nó cũng là khá khá tốt. Thì ở chế độ của tiên găng thì mình sẽ coi cái mức giá nó thấp nhất là 12 m. 12 m anh em có thể là nếu mà định giá thì anh em có thể là 12 m, còn không các anh em có thể là thấp nữa. Hiện tại thì người ta đang treo thấp nữa đây, người ta treo là chỉ có 11 m 1 thôi, nó cũng không ăn thua anh em. Mà kỳ rồi mình treo tới 13 m lần, còn kỳ này thì mình thấy là nó đã thất thu hơn một chút xíu, nhưng mà không sao, đây là những nguồn thu của chúng ta cài được. Gen đó anh em có thể là lấy, các anh em có thể là mua đồ được, đa phần ở trên đây người ta sẽ bán đồ bằng gen nha. Bỏ qua cái phần tiên găng chỉ có là chỉ số là 11 m, mình sẽ tiếp theo mình vô những con tiểu quỷ. Tiểu quỷ xem chế độ gen là bao nhiêu. Hiện tại tiểu quỷ á, có ông này ổng đang bán với một cái giá là trên mây xanh 120 m, ở đây là 120 m. Bước qua bên đây một cái nữa xem là bao nhiêu, 80 m, mắc cái này nhưng mà được cái kia, đây 120 m nha anh em. Ở đây nó bán là 40 40 lemu, thì nếu anh em không bán bằng gen thì các anh em có thể là bán bằng lemu. Hiện tại người ta đang treo 40, anh em có thể là treo 37 38 hoặc là 39, có thể là chúng ta treo bán bằng lemu nó sẽ ngợi hơn một chút xíu, vì lemu là chúng ta có thể là buôn bán giao dịch bán được để mua được những cái món đồ ở trên cờ lát shop. Trên cờ lát shop ở trên đây, trong một cái cửa hàng game thì anh em có thể là mua ở trên đây một cái cờ lát shop nha. Chúng ta có thể là mua những cái món đồ như vậy đây, những món đồ này anh em có thể là buôn bán được những cái món đồ này rất là dễ dàng luôn. Và tiếp theo thì mình sẽ chép cho anh em xem, các anh em thấy kinh khủng chưa, một con tiểu quỷ mà nó bán là đâu đó là 120 m. Tại vì hiện tại nó đang có một cái chỉ số là nhân 200 cộng thêm là 200% m cho chúng ta tới 3 ngày lần. Thì như vậy cái con tiểu quỷ nó giúp cho chúng ta tăng đam lên rất là nhiều. Anh em xài tiểu quỷ nó rất là hao nên cái chuyện mà tăng giá là chuyện bình thường nha anh em. Tiếp theo là mình sẽ vào trong chế độ là cái con kỳ lân. Kỳ lân là nó cũng cực kỳ là ngon, vì nó có 2 tác dụng, là có thể là cởi con kỳ lân để mình đi farm, nó giúp cho chúng ta là tăng HP. Đây, tăng HP. Cái thứ hai kỳ lân để làm gì? Để dùng ép ra một cái con phượng hoàng. Phượng Hoàng có tác dụng là lên trên map Ikagut, mà Ikagut bây giờ là đang có một chế độ farm ga long. Thì anh em có thể là lấy long, các anh em có thể là đi ép win mư cộng long mới ép được, nên chỉ số nó bán cũng khá khá cao anh em. Thì ở đây một cái con kỳ lân thấp nhất là 14 m 9, các anh em thấy ngon chưa? 14 mét một ngày, nếu một con các anh em farm chỉ cắm đầu farm, không biết nhặt đồ, không biết giá thị trường bán đồ thì các anh em không farm được. Còn nếu các anh em biết cái giá thị trường bán á, thì các anh em farm nhặt được 2 món đồ thôi, các anh em kiếm được hơn 10 mét. Các anh em kiếm được một cái ghiên của con ma ghe nữ, còn gọi là Lemuria, nó xài chung con nách quay á, một cái khiên chịu hồn hoặc là một cái khiên lai gành. Thì cái khiên nào cũng bán trên 10 mét gen hết, mà đặc biệt nó phải ở một cái dòng là
phòng thủ với một ở một cái dòng là HB nha, hai dòng đó bán mới có giá, còn những dòng khác thì vô shop hết đó. Như ví dụ các anh em kiếm ra được một cái dòng là HB, một cái dòng là phòng thủ mà các anh em bán rẻ quá thì các anh em lại lỗ, như mình đó, mình bán rẻ quá mình lại lỗ. Còn các anh em biết được cái giá thị trường, ví dụ các anh em vào ở trong đây mình sẽ check thêm một cái nữa cho anh em biết, đỡ nhiều khi các anh em không có mà bị hụt hẳn thì vào trong khiên đây nó sẽ khiên ALL luôn. Những cái khiên mà nó sẽ có giá, như ví dụ là đây là cũng một cái khiên chịu hồn, tại sao nó chỉ có là 100k, còn mình sẽ cho các anh em xem những cái khiên chịu hồn. Tại sao khiên chịu hồn kia chỉ có 100k mà cái khiên chịu hồn này lên tới 9 mét? Đấy, đấy là nguyên nhân. Các anh em chỉ là lụm được cái khiên này thôi, có được một cái dòng này thôi, người ta bán 9 mét thì các anh em bán 8 mét 5 hoặc là 9 mét cũng vẫn có người mua. Hôm nay á, thì mình bán ba cái nào mình cũng bán trên 10 mét hết, 10 mét, 11 mét là bay sạch trong vòng một cái nè, treo lên là bay, treo lên là bay. Thì chỉ một món đồ thôi mình kiếm được 10 mét. Còn nếu mà các anh em farm ở một bãi quái, một ngày các anh em kiếm không được 10 mét đâu, chỉ cần kiếm món đồ là chúng ta có thể là có được nguồn thu. Ở dưới đây cũng có nè, hình đây là một cái khiên chịu hồn HB thì người ta bán 10 mét nè, các anh em thấy chưa, nó sẽ khác bọt nha, tùy theo cái ốp mà anh em bán. Hiện tại thì các anh em cứ chừa lại những cái món đồ nào mà phòng thủ, tỷ lệ phòng thủ và cái HB làm những cái món đồ cấp cao, các anh em có thể là dựa lại các anh em bán tùy theo class nha. Hiện tại là cái con class hot nhất, con IK và cái con Mage nữ còn gọi là Lemuria, chỉ có hai con đó hot thôi, còn những con khác á thì nó cũng ở một cái tầm trung, còn những con khác nữa thì nó ở cái tầm tệ luôn, không ai mua nha anh em. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau. Mình sẽ hướng dẫn thêm một chút xíu thông tin nữa để cho những em nào mới vào trong đây chơi tốt hơn nha anh em.